Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 18/20/2024. Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 năm 2024.